Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục ngày hôm nay thì mấy anh mình đang đúc cái trục lắp chân vịt của chiếc da nằm trên đà đây. Bây giờ thì anh trai mình đang lắp cái trục chân vịt ở ngoài sau, và cái chân vịt nhôm 4 cánh 3.3 anh mình đã đóng mặt thun rồi, chuẩn bị ráp chân vịt để đúc vô phần lắp luôn, mà phần lái ghe luôn đó. Quá trời, cái chân vịt nó bự nữa mà. Chân vịt 3.3 780 mấy ký. Bây giờ anh Thọ mình đang lắp loại nè. Bỏ vô. Vô á. Ghê quá. Theo nãy ghê quá. Cắn với cẩu. Ba cây ở dưới cây, ở trên ba cây, bốn cây ở trên ba cây này. Anh mình đã dán keo lại rồi đó. Ba cây xéo ở trên với một cây ở dưới là bốn cây. Còn đây là phần mặt thun mình đã đóng rồi đây. Đó. Đóng hai cái ổ thun luôn mà. Sâu muốn tè chẳng luôn. Đấu ống vô rồi, bơm mà. Quấn cái lên cái ghê vậy. 10 rồi đó. 10 đó. Rồi giờ nó chịu vô đó. Vô.
qua nặng rồi. Rút cái vô cái. Tại cái ba lan. Cắt phụ quá được. Giờ mấy anh trai mình kéo cái này lên để mà ráp cái cù tô ở trên, ráp cù tô ở trong khoang máy á, đội chìa khóa búa kéo lên trên. Rồi, ở dưới bên mình đang cẩu cái bánh lái vô gì nè. Mấy anh trai mình đang gắn cái cù tô ở trong á. Ngồi đây thì anh mình lên cái bánh lái này. Ôi ôi thốn rồi. Hay quá. Rồi, lên quá trời lên rồi. Trời ơi, ném sụp. Rút con về, rút con về. Bẻ keo à, bẻ keo à, ừ.
tao kéo ra kéo vô đó mà. Bóp kèn đã. Đi đâu vậy anh rửa? Cười cười. Đã rồi ta. Kéo đít lên luôn mà. Không yên 3:30 kéo một đám đuối luôn rồi. Từ cái góc nó bước vô nè, bước sợ bước vô góc nè. Chết. Quấn quanh trụ đó một cái anh vậy. Rồi.